Đây này, em chuyển đổi sang nghề chăn dê nha các bác nhá. Đấy, bác nào muốn mua dê thì cứ ủng hộ thôi. Đấy, em chuyển đổi sang chăn dê. Đấy, dê rất là to nha các bác nhá. Này, em còn rất là nhiều ở bên này nữa này. Đấy. Chuyển đổi sang nuôi dê rồi. Đấy, các bác này, nhìn cái giò đùi gà. Bây giờ riêng đùi gà bây giờ nhá, nếu mà các bác nào lấy ấy thì là ở miền Nam thì lấy thì là nó sẽ nở hoa Tết, còn đâu ở miền Bắc thì không không ra hoa Tết được nhá các bác nhá. Kể cả u lội thế. Các bác ạ. Đấy, đây là một cái giò sơn thủy tiên. Đùi gà thì năm nay nhà em om thì rất là nhiều nhá. Em om nó cũng phải tầm 100 giò. Còn hàng to thì chắc chỉ được hơn chục giò thôi, không có nhiều. Các bác ạ. Đấy. Cái này nó cao cả mét đấy nhá các bác nhá. Cao cả cả chậu mới được 1 mét, hàng một dề luôn. Đó. Đây nha các bác nha, đây là chầm rừng nha các bác, nhìn thấy bụi chầm rừng nữa, một chậu chầm rừng nó to chưa, thân nó đang to như ngón tay các bác ạ, nó thắt ngọn phát là nó to như ngón tay luôn. Đấy, các bác nha, cái thân nào dài nhất nó phải được 80 cm nha các bác nha, 70-80 cm nha. Nó cũng chỉ có 2-3 chậu là nhiều thân thôi, còn đâu là toàn 7-8 thân hết các bác ạ, nhìn đỉnh cao luôn. Đấy, em mời các bác ngắm giò phi điệp vàng. Đấy, một thân đang nở hoa và một thân thì chuẩn bị nở nha các bác nhá. Này các bác nhìn này, mầm của nó kinh khủng không, quá nhiều luôn các bác nhá. Mầm thì quá đẹp, năm nay thì cái giò này thì khá là to. Đấy, các bác nhá, đây là các bác này. Đấy, kiểu nụ đẹp chưa, 40 bông hoa một cái giò này, 40 bông hoa luôn. Đấy, quá đẹp. Đây này các bác này. Đấy, nhìn lan nhà em này rất là bình thường, nguyên bản nhé, nguyên bản em đặt vào chậu rồi, 2 cây khá là ok, lá đang to nhá các bác nhá, lá đang to nhá, 2 cây lá đều đang to. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 2 cây cáo như thế này nha. Cho giò số 1 nhá. Ai số 2 này các bác này. Một mẹ hai thằng con. Đấy. Cái này ấy, bây giờ em chỉ đặt vào chậu cái là ok nhá. Cứ đặt vào chậu cái là ok luôn. Đấy. Em sẽ trồng dớn như thế này để cho nó có cái nó mát. Riêng cáo thì nó ưa mát nha các bác nhá. Cáo thì nó ưa mát. Lá này chỉ được hơn 4 sen thôi nha các bác nhá. Bắt đầu nó em sẽ chăm, em cho chậu em sẽ chăm cho nó làm sao là đạt tầm lá tầm 5 sen. Đó. Bác nào lấy cái giò này, em để cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 nha, một mẹ hai con nha. Cho hình số 2 nha. Em sẽ các bác nha. Riêng lan các bác nên là treo ở chỗ nào thì nên treo ở chỗ đấy, chứ đừng có để chỗ nọ chỗ kia nha các bác nha.
các bác để chỗ nọ chỗ kia cái là nó sẽ bị thối, nó dễ dễ thối nhá. Các bác cứ lấy ở chỗ nào thì bác đặt nguyên ở chỗ đấy, để kể cả bản thân em quay video cũng thế đâu, em quay video xong em để nguyên chỗ đấy luôn nha các bác nha. Đó. Một giò cáo như thế này, ba cây. Đó. Có cái cây này có một con ở trong này, ba cây cáo như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 250.000 nha, 250.000 nha. Cho hình số 3 nha. Cây này lá được 5 sen này các bạn. Lá to chưa? Lá 5 sen luôn. Nhìn thế này nó đẳng cấp lắm các bạn. Nó sẽ đây, bản thân em mua của dân đây các bạn nhá. Bản thân em mua của dân đây, lá gân nha. Bác nào lấy cái cây này, em để cho các bác với giá là 400.000 nha, 400.000 nha. Cho hình số 4. Số 5 này. Các bạn này, một cây cáo như thế này. Đó. Bắt đầu lấy cái cây cáo này em để cho các bác này. Cái này là trồng thuần nhá, trồng thuần và dớn. Em cho vào đây như thế này. Lá này chỉ được 4 sen đấy nha các bác nha. Bắt đầu lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 200.000. 200.000 nha. Cho hình số 5. Đây số 6 này các bạn này. Một cái cây kèn nguyên bản, hai cây kèn nguyên bản như thế này nha. Đấy. Tức là người ở miền từ miền Trung đổ ra vào kia ấy, là các bác chơi được chơi hoa Tết. Đấy. Còn ở miền Bắc em không bao giờ được chơi hoa Tết kèn và gà nha các bác nhá. Gà kèn đen rô là nó lại sẽ nở hoa Tết cho các bác. Còn như ở miền Bắc em thì chịu luôn, không bao giờ chơi được luôn. 400.000 nha, à 350 nha. Hoàng thảo kèn Lai Châu nha. Cho giò số 5 nha. Đây số 6 này các bác này. Đấy, một cái giò hoàng thảo kèn Lai Châu này. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân, bảy thân. Thân này còn phân nhánh làm hai luôn này các bạn này. Đó. Một dề luôn nhá các bác nhá. 6 thân như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 1 triệu 300.000 nha, 1 triệu 300.000 nha. Cho hình số 6. À, đây này các bác này, lại có nhớt rồi. Không phải đơn giản các bác nhé. Đấy. Một cái giò như thế này. Đấy. Bác nào lấy cái cây cáo như thế này em để cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho hình số 8. Số 9 này. Hoàng thảo kèn Lai Châu. Đấy. Nguyên bản nha. Nguyên bản đây nha. Một thân thôi. Bác nào lấy thân này em để cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho hình số 9 nha. Số 10 này các bác này. Một thân hoàng thảo kèn như thế này. Nguyên bản nha. Đấy. Một thân hoàng thảo kèn như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha. Một thân dài đó. Cho hình số 10. Này hoa rơi từ treo đây nhá. Ừ. Đây này. Bác nào nhìn đã thắt ngọn rồi nhé các bác nhá. Này. Chớm cách đất 20 phân.
Coi nhá, như này, cách đất 20 phân thì nó rơi vào tầm 1 mét rưỡi nhá các bác nhá. 1 mét rưỡi, đây, cỏ nó lên mọc ở đây rồi. Riêng cái giò này, này năm nay nó đi hội thì quá ok luôn nha. Đi hội quá ok luôn. Nó cái này. Đấy, như này nha các bác nhá. Cách đất 20 phân trừ đi vẫn là ok, gần bằng người các bác ạ, gần bằng người. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1,8 triệu nhá. 1,8 triệu. Đây là nguyên phần hoa của nó này. Đó. Nguyên phần hoa đó. Bác nào lấy cái giò này, em để giò này cho các bác với giá là 1,7 triệu. 1,7 triệu. Cho hình số 11 nhá. Số 12 này. Đấy, một giò dáng hạc vĩ tiếp này. Cái này nguyên bản nó có 3 dề. Đấy, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 hạc vĩ nha. Hạc vĩ nha, lá mít nha. Cho hình số 12. À, số 13 này bác nào lấy cái giò này. Hạc vĩ cũng khá là dài nha các bác nha. Khá là dài. Trồng ở tổ quạ nhá. Bác nào lấy cái giò này em lấy 600.000 nha. Cho hình số 13. Cái sông đây là đây. Chất liền. Số 3 thân thôi các bác, 3 thân. Các bác đi mua hoa ly về các bác chỉ chơi được một tuần thôi, như cái này chơi được một tháng các bác nhá. Chơi được một tháng mà lại sang năm lại chơi được tiếp. 400.000 nha các bác nhá. 400.000 nha. 3 thân. Nó đều nhau tăm tắp luôn. Cái này mà đến mùa hoa thì không phải là giá 400 đâu các bác, thật luôn. Được 5 mầm gốc nha, 5 mầm gốc nha. 3 thân hoa 5 mầm gốc. 400.000 cho giò số 14. Số 15 này. Cái này là hương vani nha. Vani nha các bác nhá. Bắt đầu lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho hình số 15. Đây này, vảy rồng nhé em đây này. Người ta gọi là dâu rồng đấy ạ. Đây nhá, mầm nó lên hết như này rồi. Đấy. Cái cây này về các bác lấy để phơi khô uống nước nhá. Đấy. Các bác cắt ra đi. Đấy. Còn để cái mầm này thôi, để cái mầm này nó lên thôi. Đấy. Bác nào lấy cái giò này, em để cho các bác với giá là 300.000 nhá. Cho hình số 16. Đây này, gà nhà em đây này. 150 thân. Nguyên thân hoa của năm nay là 70 thân các bác nhá. 70 thân năm hoa năm nay. Còn những cái thân nó chưa thắt ngọn ấy là nó sẽ sang năm nó mới có hoa nha các bác nhá. Riêng gà nó thế. Không phải là gà mà ở Lai Châu thì nó không được ngắm hoa Tết đâu, như miền Nam là chắc chắn là sẽ được ngắm. Đấy, còn con giò dáng hương tam bảo sắc như này. To uịch như này. Các bác nhá. À, các bác nhìn. Thân kia phải lá phải được 4 cm rưỡi lá tam bảo sắc ạ. Khá là xếp nha.
Đấy, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 2 triệu 800 nghìn nha. 2 triệu 8 nha. Cho hình số 18. À, số 19 này. Một cái giò hạc vĩ nó dài như này. Này. Đó. Lên như này. 600 nghìn không ai mua. Đấy, nhìn đẳng cấp không? Trầm đây nha các bác ạ. À. Trầm đây nha, em chỉ treo ở trên đồi thôi. Thân khá là mập này. Các bác ạ. À. Thân khá là mập này. Mà thân dài nha. Thân dài nha. Đây là trầm rừng nha. Bác nào lấy thì báo em nha. Đấy, cứ khoảng độ 800 trở lên. Đến 1 triệu 2, 1 triệu 3 gì đấy. Bác nào thích giò nào thì em quay video cho các bác xem. Đây là sóc nhà em trồng mà nó tóp lá như thế này mà. Đấy, không biết là bao giờ mới bán được nha các bác nhá. Không biết là bao nhiêu năm mới bán được nó. Giò kim điệp khủng nhà em luôn. Em ghép chục cân đấy các bác ạ. Chục cân phi điệp ấy. À, kim điệp ba mặt, mặt sau em không ghép đâu vì là em còn đóng hàng nên là em cứ để đây, mùa hoa thì nó nở thì thôi rồi luôn, cả cả sơn thủy tiên em ghép trụ cái mặt này mặt sau đây coi nhá, còn cái mặt trước thì đây cái giò này em mời các bác ngắm này. Đấy, mặt trước đấy. Lúc nào nó thuần thì em bán cho các bác nhá. Đây bác nào lấy muốn lấy cái giò u lôi to khủng này. 14 thân hoa. Các bác nhá, 14 thân hoa cái giò này. Đây, giò này. Em treo trên ngọn cây ấy. Đây này, em lên tiếp cho các bác này. Đấy, một cái giò sơn thủy tiên họng đen các bác nhá. Sơn thủy tiên họng đen nhá, như thế này. À, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 700.000 nha, 700.000 nha. Cho hình số 19. Số 20 này. Một giò sơn thủy tiên họng đen tiếp này. Đấy, một giò như thế này. Bác nào lấy cái giò như thế này em để cho các bác với giá là 600.000. Giò này thì 600 nghìn thôi. Đó. Cho hình số 20. Số 21 này. Hai cây cáo như thế này. Đó. Đây, lá đây. Lá ngắn nha các bác nhá, lá ngắn nha. Cây nào lá ngắn. Bác nào lấy hai cây cáo như này, cái cây này có mẹ con luôn. Em để giò này cho các bác nha. Với giá là 400 nghìn nha. Lá ngắn nên là giá nó cao hơn một chút nha. 400 nghìn nha. Cho hình số 21. Số 22 này. Đấy, một giò cáo như thế này. Em trồng cũng khá là đẹp nha các bác nhá. Đấy, 7 cây nhá. 7 cây nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 600 nghìn nha. Em chưa biết mặt hoa nha. Cho giò số 23. À, số 22. Số 23 này các bác này. Một giò cẩm báo nhá, như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 150 nghìn nha, 150 nghìn nha. Đấy. Cho hình số 23.
Đây, em mời các bác ngắm đây nha các bác nhé. Ngắm nào. Hoa đẹp. Trồng cái giống này hoa nó cực kỳ là to nha. To nha các bác nhé. Hoa to lắm. Hoa nó vàng ươm, có hai thân hoa nè. Cái giò này sang năm thì nó mới nhiều hoa này các bác này. Sang năm nó mới nhiều hoa. Ngắm đây các bác ạ. Đây, em có một cái giò chồn. Chồn, em trồng 3 cây như thế này. Đó. Các bác về các bác cứ cho vào chậu phát là ok luôn. Nha. Rễ nó dài như thế này mà. Rễ nó còn bám cả vào đây nữa đấy các bác ạ. Bác nào lấy 3 cây như thế này, em để cho các bác với giá là 200 nghìn nha, 200 nghìn nha. Cho hình số. Cho hình số 24 nha. Số 25 này. Đấy. Toàn thân hoa này. Bắt đầu lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 70.000 nha. 70.000 gộp đơn cho em nha. Hạc vĩ nha. Cho giò số 25. Đây số 26 này các bác này, một giò gà siêu to khổng lồ rồi. Đấy, bác nào lấy cái giò này. Em để cho các bác với giá là 1.500.000 nha, 1.500.000 nha. Cho giò số 26. Đây nha các bác nha. Nhạn nhà em đây này. Đây nó còn chưa phân hết này. Đấy. Mà nó cứ nở phát một phát một. Mà bông rất là đẹp nha các bác nha, đỏ au luôn. Đỏ au luôn nha các bác nha. Đấy, nhìn cánh nét này nẹt luôn. Đấy, bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 3.500.000 nha. 3.500.000 nha. Đấy, có 3 cây. Đấy, các bác nhìn này, cây đẹp chưa? 3 con nữa, ở dưới nữa. Được 5 bông hoa nha. Cho giò số 28. À, đâu 27. Đấy các bác ngắm, cứ ngắm đi. Đấy, một cái giò chồn nó to như thế này. Cây nó đẹp như thế này nha. Chậu này là chậu 40, rộng 40, cao 40. Đấy, em mới trồng nó như nhìn đẳng cấp lắm các bác ạ. Này các bác này, nhìn xưa. Đấy, em trồng trên tổ quạ. Các bác nào cái loại này cho ăn nắng cũng được. Giò to luôn đấy. Đây này các bác này. Nhìn nhạn nhà em chưa? Quá đẹp. Đây là quế trắng, giò quế trắng to nha. Giò này bê một mình là vất lắm các bác ạ. Đây giò sóc. Sóc này là sóc Bình Thuận nha các bác nha. Một mẹ 5 thằng con. Lá khá là to. Lá to nha. Một mẹ 5 con. Nguyên bản đấy. Em cho vào chậu để cho nó có cái ăn nha các bác nha. Này. Dễ nó chạy này mà. Còn gà thì nhà em rất là nhiều nên là các bác cứ mua cái loại tầm bao nhiêu tiền thì em cũng có nha các bác nhá. Đấy, gà nhỏ này em cũng có, gà nhỏ này nếu mà có cước rồi là 300, còn chưa cước là 280 nhá. 280. Cáo nhà em thì cực kỳ là nhiều. Cái này là đều là trên 5 sen rưỡi hết nhá. Hai cây này. Cây nào 5 sen rưỡi. Đấy bác nó ưng thì báo em.
Còn tác phẩm thì đây nhà cậy nhà em này. Cái lu này là lu nghiến nha. Lá thì đây. Chắc phải được 5 sen rưỡi chứ cái lá này. Lá này phải được 5 sen rưỡi thôi các bạn ạ. Em chưa đo đâu nên là em chưa dám khẳng định. Em cứ trên 5 sen thôi. Cây nào thế, hai cây đều có mẹ con hết rồi nha các bác nhá. Đều có mẹ con hết rồi. Còn giò này. Đấy, nhìn đỉnh không? Một mẹ 6 con, à 7 con. Một mẹ 7 con. Lá rất là đều nhá, lá được 5 sen nhá. Lá được 5 sen, lá to nhất được 5 sen trở lên nhá. Rồi, còn cái cây này được lá được 5 sen 7 nhá. Rồi. Rồi, cây này thì chưa được gần 5 sen. Cây này được gần lá dưới này cũng gần được 5 sen. Cũng xít xít 5 sen. Còn bác nào thích cái cây giò này, lá chỉ được có 6 sen rưỡi thôi nhá các bác nhá, lá 6 sen rưỡi nhá. Khá là đẹp, một mẹ hai con. Một mẹ hai con nhá. Cáo thì năm nay nhà em nhiều á. Nhiều như nó em lại bán cũng khá là nhiều. Họ gửi ấy. Đây này các bác này, đã chồn em treo lên cao như thế này cùng cáo luôn. Mà đẹp như thế này. Thân nào nó mướp mườn mượt. Cái này đến mùa hoa chắc phải không, giá cũng cao đó các bác ạ. Không phải thấp đâu. Năm nay em không vào được một tí nào luôn. Đây, hai cây này. Cây này là cây con. Cục nguyên bản em đặt vào đây thôi mà. Đó. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 hai cây như này nha. Cho hình số thôi lấy 600. 600. Cho giò số 29. Đây các bác này. Đấy. Nhạn nhà em nó còn ra bây giờ nó mới có nụ như này. Tháng 11 mới nở nhé các bác nhé. Cái cây này thì nở rồi. Này các bác này. Nhìn họng chưa. Cái bông này thì mới nở. Không có một tí màu nào luôn. Không có một tí màu nào luôn nhá. Đó. Hôm nay em mới để ý này các bác này. Không có một tí màu nào luôn này. Cây này thì không thấy hoa. Cây bên này không thấy hoa. Có 4 cây. Có 2 cây có hoa thôi. Lan thì khá là nhiều. Em thì khá là nhiều. Quan trọng là các bác thích kiểu gì thôi các bác ạ. Lá 5 sen bây giờ toàn hơn 5 sen hết. Đen rô nhà em chăm nó thế này mà. Các bác, to. Nứt hết cả thân. Vâng, cuối video em cũng xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. À, các bác mua gì thì cứ alo em nhá. Em thì cũng rất là nhiều hàng. Mong được sự ủng hộ của các bác nhé. Đấy, em hôm nay em đếm các bác ạ. Hôm nay em đếm cho các bác những cặp lá cáo thật sự là phê. Đấy, thật sự là phê. Cáo nhà em thì cái giò này thì em nói với các bác là một năm thì nó mất khoảng độ 3-4 lá rồi. Kiểu gì mất không tránh được đâu các bác ạ. Như một năm nó lên được bao nhiêu lá các bác.
Nhìn nó phê. Con của nó có con nó còn lên được 20 cặp lá nha các bác nhá, 20 cặp lá. Còn con cây mẹ thì được 23 cặp lá rồi. 22 hay là 23 gì đấy. Cây thì nó đẳng cấp, hàng một dè nhá các bác nhá. Hàng một dè. À, các bác này. Đây là lưng. Cái bụng của nó. Các bác. Nhìn vẫn sướng đúng không các bác? Vâng, em chào tạm biệt tất cả các bác yêu lan nha.